Hello mọi người nhé, đây là cái tình trạng mà cái đường truyền cáp quang biển nó đang gặp vấn đề đây này. Đây, sẽ cho mọi người thấy. Ví dụ đây là cái chúng ta ping đến cái địa chỉ là zalo.com. Đây, mọi người thấy nó rớt mạng kinh khủng không? Đấy, nó có cái dòng reset timeout này, request timeout này. Tức là nó kết nối đến máy chủ là nó mất kết nối. Đó. Và đặc biệt hơn là cái thằng Facebook này, cái ping đến cái địa chỉ facebook.com này là tình trạng rớt mạng thường xuyên. Còn ping đến cái dòng đấy, ping đến cái dòng của YouTube này, YouTube này thì nó vẫn là bình thường. Còn đây là cái địa chỉ ping của server của trong nước của báo 24h.com.vn này. Đây, chúng ta sẽ test tiếp một cái nữa là của cái thằng Việt Nam Express đi. Ping à dân trí.com.vn chữ T. Đấy, mọi người thấy là mọi người nếu mà mọi người đọc báo bình thường thì vẫn ok nhé. Nhưng mà mọi người mà hay sử dụng Facebook này, Zalo này thì khá là kém. Đây. Bây giờ sẽ ví dụ như 24 giờ này, nó nhanh. À, mọi người kinh. Đó, nó nhanh hơn đúng không? Dân trí. Đó, dân trí này. Đó, nó cũng khá là nhanh. YouTube này. Đây, YouTube đây. Đấy, mọi người thấy không? Còn bây giờ mình sẽ vào Facebook nhá. Facebook. Google đi đã. Facebook. Hầu như không loát được luôn. Đây. Đây là cái tình trạng mà cái cáp quang biển nó ảnh hưởng đến cái dịch vụ. Tức là mọi người phải hiểu là Facebook này, Zalo là mấy cái server này nó đặt ở nước ngoài. Nên là khi mình mất kết nối đến các server nước ngoài thì khó là khá sử dụng. Đây. Đây là Zalo. Đây là Facebook ạ. Đây, loát mãi không được. Thử xem được TikTok. .com. Hình như đánh sai hay sao ạ? À đúng rồi mọi người. Đấy, timeout này. Đấy, đây là cái trường hợp mà khi bị đứt cáp quang biển là ảnh hưởng đến dịch vụ.